Đoạn video dài 28 giây được gửi ra vào hôm Chủ nhật từ trang Twitter của Tổng thống Donald Trump với hàng chữ: Đoạn video này được cho là hành động mới nhất nhằm đả phá truyền thông. Đoạn video mà trong đó có cảnh ông Trump đánh đấm một người đàn ông có mặt được che bằng logo của hệ thống truyền hình CNN bên dưới một sàn võ đài vô đô vật. Sau video được đăng tải lên, nhiều ý kiến trái chiều đã bình luận sôi nổi. Điển hình là ông Ruth Brown, hiện là giám đốc điều hành tổ chức Ủy ban ký giả cho tự do báo chí. Ông lên án đoạn video này cũng như là phản ứng lại cách hành xử của ngài Tổng thống. Ông nói rằng đây là một đe dọa về hành vi võ lực nhắm vào ký giả. Bên cạnh đó, ông cũng lên án là hành động của Tổng thống Donald Trump là không xứng đáng với chức vụ mà ông đang nhận lãnh. Phản ứng hoàn toàn khác, một phụ tá tòa Bạch Ốc lại cho rằng không ai nên lo sợ về bản tweet của Tổng thống Donald Trump. Cũng như là phụ tá tòa Bạch Ốc, cố vấn nội an tòa Bạch Ốc, ông Tom Brosser nói rằng: "Tôi nghĩ là không ai nên coi đây là sự đe dọa. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng do Tổng thống Trump bị tấn công trên các hệ thống truyền hình cáp, ông có quyền đáp trả." Nhưng trái lại, đài CNN lại cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã có thái độ trẻ con, đưa phẩm cách của vai trò Tổng thống xuống quá thấp. Với cách nhìn ôn hòa nhưng thẳng thắn hơn, Thống đốc John Kasich thuộc Đảng Cộng hòa tiểu bang Ohio phát biểu trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình This Week. Ông nói rằng ông hy vọng là gia đình của Tổng thống Donald Trump sẽ khuyên bảo ông ấy thôi dẹp mấy trò đó đi. Hiện chưa rõ ai là người thực hiện đoạn video ngắn này, vốn có vẻ là lấy lại từ một đoạn video có hồi năm 2007 khi Tổng thống Donald Trump đến tham dự một buổi lễ quảng cáo cho World Wrestling Entertainment Agency và được chỉnh sửa bằng cách dùng kỹ thuật điện tử đưa logo CNN che mặt người đàn ông xuất hiện cùng với ông Trump khi đó. Lại thêm một sự việc tưởng như là không thể xảy ra đã xảy ra với một người cha của cô con gái 9 tuổi. Tai nạn đau lòng đã xảy ra do người đàn ông bất hạnh này đã tự tay lỡ nổ súng làm thiệt mạng cô con gái 9 tuổi của mình trong khi dạy con trai về cách an toàn khi sử dụng súng. Sự việc đã xảy ra ở Orbert, tại vùng Tây Bắc tiểu bang Indiana. Người đàn ông tội nghiệp ông Eric Harmer đã khóc nức nở, nói với tổng đài 911 vào hôm 10 tháng 6 rằng ông đã sơ ý bắn chết đứa con gái 9 tuổi khi đang dạy hai đứa con trai không nên đùa với súng vì súng có thể làm chết người. Trớ trêu thay, người cha 33 tuổi này trong khi đang chỉ dẫn khẩu súng 9mm bán tự động cho hai người con trai thì cô bé Olivia bước vào phòng ngay khi súng bị cướp cò, theo Fox News đưa tin như vậy. Cô bé tội nghiệp đã qua đời khoảng 30 phút sau tại bệnh viện. Theo kết quả giảo nghiệm tử thi cho biết rằng là bé gái đã bị trúng đạn vào trán ở cự ly gần. Ông Harmer nói là ông không biết khẩu súng có nạp đạn sẵn. Sau đó từ trạm cảnh sát, ông Harmer gọi cho vợ bảo là bà đi thẳng đến bệnh viện vì con gái của họ vừa mới qua đời. Ông thú nhận: "Tôi bắn con chết, tha lỗi cho tôi." Hồ sơ cảnh sát cáo buộc theo lời khai của một trong hai bé trai rằng là cha em đã chĩa súng về phía em khoảng 2 lần và vài lần vào phía đứa khác. Trong cuộc họp báo cảnh sát trưởng thành phố Orbert, ông Richard W. Zormier nói rằng: "Theo tôi, đây là một loạt của những hành động ghê tởm và đồi bại của nghi can vào hôm 10 tháng 6. Hành động của đương sự vào hôm ấy gây nguy hiểm đến tính mạng của ba em nhỏ mà cuối cùng đã cướp mất mạng sống của bé Olivia, một bé gái vô tội chỉ mới 9 tuổi." Ông Zormier nói tiếp: "Hành động của đương sự không những gây nên cái chết của Olivia mà còn ám ảnh các em trai suốt đời. Hậu quả của sự việc là ông Harmer phải trực diện với nhiều tội danh, gồm tội gây tử vong do bất cẩn." Theo luật sư Paul Tracy đại diện cho ông thì nói rằng ông Harmer dự định là không nhận tội, tuy nhiên ông sẽ ra trình diện tòa vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.